chào các bạn đến với thực đơn VTV6 tuần đầu tiên của tháng 4. Tháng có một dấu mốc vô cùng quen thuộc với tất cả những ai quan tâm đến VTV6. Đó chính là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 6. Và Bảo An chắc rằng thông tin này sẽ khiến bạn càng thêm háo hức muốn biết. Vậy VTV6 sẽ có điều gì đặc biệt trong tuần lễ từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 4? Bạn sẽ có câu trả lời ngay trong những phút sắp tới. Một trong những cái tên hứa hẹn sẽ được nhắc đến nhiều nhất trong tháng 4 đó chính là Vũ Điệu Xanh 2013. Tại mùa giải mới này thì Vũ Điệu Xanh có nhiều thay đổi về luật chơi. Ngay trong số đầu tiên, vòng sơ loại miền Bắc phát sóng vào 21 giờ thứ Bảy ngày 6 tháng 4. Bạn sẽ được làm quen với diện mạo mới này qua cách các giám khảo lựa chọn thí sinh bước vào vòng thi chính thức. Bảo An xin được thông báo, các bạn hãy hướng sự chú ý của mình lên màn hình để chuẩn bị cho những chuyến đi đặc biệt sắp được diễn ra. Đầu tiên là hành trình sống khác của một bạn trai 20 tuổi vác tới 3 quả dưa hấu lên vùng cao. Và Bảo An tin rằng các bạn đang rất tò mò vì sao chàng sinh viên năm thứ 2 trường Học viện Ngân hàng lại có hành động khó lý giải này. Hãy đồng hành cùng Sống Khác, Nhà Trên Núi phát sóng vào 17:30 thứ Ba ngày 2 tháng 4 để xem Duy Quang sống cuộc sống của người Mông Đen tại bản Thông Lý thuộc huyện Sapa như thế nào. Tiếp theo, mời các bạn cùng tới với Tuyên Quang để gặp gỡ một anh nông dân trẻ Nguyễn Văn Bách. Anh Bách đã thành công với một thử nghiệm chưa từng có tiền lệ ở thôn Làng Soi, đó là trồng giống chanh Đà Lạt có khả năng cho quả quanh năm. Đấy, bây giờ với những cây chanh này đây ra tứ mùa. Vì sao ra tứ mùa, đúng không? Vâng. Bởi vì bác thấy không, thế hệ quả chín đi, tiếp theo lại thế hệ quả tiếp theo. Vâng. Đấy, thì lại tiếp theo có thế hệ như này nè, quả con, quả nhỏ nữa. Đây, đấy. Vâng. Xong và sau khi mình cắt đây thì chính cái lọc này đâm hoa tiếp. Vâng. Đấy, thì đấy nó mới là chanh tứ mùa. Mời các bạn đến với hành trình khám phá của Rex Lưu Ký, độc đáo kiệu quay, 17:30 thứ 6 ngày 5 tháng 4. Đó là chuyến trải nghiệm của bạn Nguyễn Văn Lộc tại Hà Nội. Cậu bạn 23 tuổi này sẽ giúp chúng ta vén bức màn bí ẩn về hiện tượng kiệu quay đặc sắc trong lễ hội truyền thống ở đình làng Hào Nam. Thực đơn tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 4 đang chuyển sang một mục khác và Bảo An hé mở trước chỉ với hai từ thôi, đó chính là hấp dẫn. Mời các bạn đến với những chương trình thư giãn trên VTV6. Trước hết, hãy hòa mình vào không khí sôi động của Dám Làm Không, phát sóng vào lúc 21:40 thứ Ba ngày 2 tháng 4 với chủ đề là Cùi Tay Đa Tài. Các bạn sẽ thưởng thức nhiều tiết mục đặc biệt như màn trình diễn kỹ thuật xoay người trên cùi tay, công phá dừa sầu riêng bằng cùi tay. Check! Bạn từng xem Giọng Hát Việt 2012 và ấn tượng với cô bạn 17 tuổi đoạt ngôi vị quán quân. Bạn sẽ gặp lại nữ ca sĩ trẻ Hương Tràm trong Hai Em Bóc 21:40 thứ Tư ngày 3 tháng 4. Bên cạnh những bật mí về hậu trường một cuộc thi lớn, Hương Tràm sẽ biểu diễn chùm ca khúc My Life Would Start Without You, Anh, Em Sẽ Quên, Cơn Mưa Tình Yêu. Hành khách tiếp theo của chuyên cơ số 6 21:40 thứ 6 ngày 5 tháng 4 là người mẫu diễn viên Trương Nam Thành. Thực đơn đặc biệt mà cơ trưởng Nguyễn Khang dành cho hành khách VIP này gồm một chiếc áo vest, một hình bàn tay trái, một búp bê trai và tất nhiên lúc nào cũng kèm theo một thử thách của thời tiết đây, xấu. Thử thách của tôi sẽ là hai người sẽ vẽ cái hình ảnh trong tương lai của hai người bằng những cái tăm này. Chúng ta vừa điểm qua những thông tin nóng hổi nhất về thực đơn của tuần lễ đầu tiên trong tháng 4 và Bảo An tin rằng mỗi khán giả sẽ có cách lựa chọn thực đơn thông minh cho riêng mình. Hãy đồng hành cùng VTV6 để cảm nhận nhịp sống của tuổi trẻ. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!